Chào mừng tất cả các bạn đã đến với buổi webinar Master the Workplace LinkedIn for Beginners do Viện ASB Leadership Program tổ chức. Mình là Khánh Ngọc sẽ là người đồng hành cùng với các bạn trong buổi webinar ngày hôm nay. Và như các bạn đã biết, trang bị cho mình một CV chỉnh chu là thực sự cần thiết. Và nếu các bạn đã tham gia buổi workshop kỳ trước của ASB Leadership Program về CV và interview, chắc hẳn các bạn đã biết phải cần làm gì để CV của chúng ta trở nên sáng hơn rồi đúng không nè? Và với sự phát triển của công nghệ và các nền tảng số, một hình thức CV mới lại ra đời, một profile chuyên nghiệp giúp connect mọi người lại với nhau và dần được các bạn sinh viên quan tâm, đó chính là LinkedIn. Nhiều nhà tuyển dụng đã chọn LinkedIn là một trong những cách tìm ứng viên và hồ sơ LinkedIn của mỗi người còn góp phần thể hiện được cá tính và sự chuyên nghiệp. Chính vì lý do đó, ASB Leadership Program đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ buổi workshop CV tháng trước để làm tiếp một buổi CV Advance ngày hôm nay, Master the Workplace, LinkedIn for Beginners. Và đến sharing trong buổi webinar của chúng ta ngày hôm nay thì chắc chắn không thể nào thiếu đi người đồng hành đặc biệt phải không nào? Một vị khách sở hữu một múi giờ vô cùng là đặc biệt và cách Việt Nam chúng ta 5 giờ đồng hồ, đồng thời là một trong những chị diễn giả khách mời mối guồng của ASB với một lượng fan vô cùng hùng hậu đó nha. Vâng, xin dành một tràng tung hoa và team qua màn hình để cùng Ngọc chào đón sự trở lại của chị Ngọc Mỹ, former team leader tại Vietnam Works với hơn 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân sự và đã hợp tác với nhiều đội ngũ tuyển dụng đến từ các doanh nghiệp đa quốc gia. Dạ em xin mời chị Mỹ on stage để cùng chúng ta bắt đầu phần chia sẻ với các bạn sinh viên được không ạ? Chị chào Ngọc. Dạ em xin chào chị Mỹ. Thì lời đầu tiên là em vô cùng cảm ơn chị vì đã dành thời gian để đến và chia sẻ với các bạn sinh viên ngày hôm nay. Người ta hay nói là phải có duyên mới được gặp được nhau. Còn chị Mỹ là cố tình giúp tụi em có duyên được gặp lại chị và được nghe chị chia sẻ những kiến thức, kỹ năng và bí quyết rất là thực tế. Em cảm ơn chị đã yêu mến và vô cùng ưu ái các bạn sinh viên ASB ạ. À. Chị cảm ơn em. Bản thân chị cũng rất là vui khi mà có cơ hội được nói chuyện, được chia sẻ kinh nghiệm với các bạn sinh viên của ASB. Thực ra thì các bạn cũng truyền cảm hứng cho chị rất là nhiều á. Các bạn sinh viên của trường mình rất là sáng, rất là thông minh, chủ động, năng động nè. Và chị nghĩ là các bạn sẽ tiến xa hơn nữa trong công việc cũng như là trong sự nghiệp ở trong tương lai á. Nên chị cũng cảm thấy rất là vui khi được đóng góp một phần nho nhỏ nào đó trên hành trình của các bạn. Dạ, em cảm ơn chị Mỹ. Chị ơi, thì em và tất cả các bạn sinh viên ASB đã sẵn sàng và rất là háo hức để được khai sáng bí quyết có một LinkedIn chuyên nghiệp rồi chị. Thì Ngọc cũng xin nhắc lại một chút là đối với các bạn chưa có tài khoản LinkedIn, các bạn có thể sử dụng máy tính và chuẩn bị email để cùng tạo tài khoản lúc chị Mỹ trình bày luôn nha. Thì bây giờ em xin mời chị Mỹ chia sẻ ạ. Chị cảm ơn Ngọc. Như Ngọc vừa mới nói á, nếu mà bạn nào chưa có đang ngồi ở trên máy tính hoặc là chưa có giấy viết thì chị nghĩ là chị sẽ dành khoảng tầm 20 giây để các bạn chuẩn bị, bởi vì phần trình bày hôm nay thì có rất là nhiều bí kíp hay á. Nên hy vọng là sau khi phần trình bày của chị, các bạn sẽ ít nhất là có được một tài khoản LinkedIn thể chủ động lấy giấy viết ra ha. Rồi, đầu tiên cho chị chia sẻ là các quan điểm được trình bày trong bài thuyết trình này thì hoàn toàn theo sự chủ quan của chị và không nhất thiết phải truyền tải các quan điểm chính thống của Viện ASB. Trước hết mình sẽ cùng nhau đi sơ qua việc tạo tài khoản ở trên LinkedIn nha các bạn. Đầu tiên là các em truy cập vào trang web chính thức của LinkedIn, bấm vào nút tham gia hoặc là đăng ký ở góc trên cùng bên phải, điền địa chỉ email, mật khẩu, thông tin họ tên. Ở đây á, chị liệt kê từng bước để sau khi buổi present, nếu mà các bạn có muốn xem lại thì các bạn có thể hỏi ban tổ chức slide này để các bạn xem lại và có thể làm từng bước. Nhưng mà lát nữa thì chúng ta sẽ cùng làm với nhau trực tuyến luôn ở trên website LinkedIn. Nên các bạn cũng yên tâm là ở phần này á, thì chị chỉ nói sơ qua, sau đó thì mình sẽ làm cùng với nhau nha. Bước thứ tư, khi mà các bạn đã nhắc vào tham gia ngay hoặc đồng ý tham gia thì tiếp theo các bạn sẽ điền thông tin gồm có quốc gia, mã bưu điện, tỉnh, thành, quận. Nhắc vào tôi là sinh viên hoặc là tiếp tục. Bước thứ bảy là điền thông tin, ví dụ như là trường học, bằng cấp, chuyên ngành, năm bắt đầu.
mở email xác nhận tài khoản bằng mã PIN. Bước tiếp theo, các em điền công việc các em mong muốn và vị trí, nghĩa là location. Cuối cùng là bật cho nhà tuyển dụng biết các em đang tìm một công việc mới. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau làm thử ở trên trang LinkedIn luôn ha. Chị sẽ share màn hình của chị và bạn nào đang ngồi trên máy tính đó, thì các bạn cùng làm từng bước với chị luôn. Trước khi mà chị present đó, thì chị có tạo sơ một tài khoản, nhưng mà tài khoản này chị chỉ mới tạo thôi, chị cũng chưa có confirm bất kỳ thông tin nào, kể cả email của LinkedIn. Đây, đây là email của LinkedIn gửi cho chị. Và trên đó sẽ có ghi mã PIN. Khi mà các em tạo tài khoản á, thì vừa mới tạo tài khoản, LinkedIn cũng sẽ gửi một email như thế này, gồm có mã PIN và đường link. Các em bấm vào đường link, các em nhập mã PIN thì mình sẽ confirm tài khoản ha. Bây giờ chị sẽ làm tới bước này nha. Rồi, như vậy là chị đã tạo xong. Và sau khi tạo thì chị sẽ bắt đầu update profile của chị. Khi mà chị mở ra thì nó sẽ có, vì chị đã confirm thông tin rồi á, chị bấm vào đường link và chị nhập mã PIN thì nó sẽ hiện ra là đây là LinkedIn của chị. Bước tiếp theo thì chị có thể add photo và update profile. Các em lưu ý á, bởi vì chị đã, khi mà chị làm từng bước á, thì chị sẽ có một cái chỗ để mà chị chọn là bật cho nhà tuyển dụng biết bạn đang tìm công việc mới. Khi mà chị làm nhảy bước, như hiện tại chị đang làm nhảy bước á, thì mọi người sẽ không có thấy cái phần này. Nhưng mà phần này á, sau khi mà làm xong, tức là sau khi các em update profile xong thì các em vẫn hoàn toàn có thể chỉnh. Lát nữa chị sẽ hướng dẫn, nếu như mà mình không có biết chỗ để mình mở thì lát nữa chị sẽ hướng dẫn phần này nha. Phần này cũng rất là quan trọng, bởi vì á, nếu như mà mình không bật share with recruiter thì khi các anh chị tuyển dụng recruiter họ tìm hồ sơ, họ sẽ không thấy hồ sơ của mình. Nếu bạn nào làm từng bước, giống như từ bước 1 tới bước 10 ở trong file chị gửi thì chắc chắn sẽ thấy bước này. Còn chị đang làm nhảy bước á, nên khi mà chị preset nó thì nó không hiển thị ra, nhưng mà vẫn sau khi mà mình làm xong thì mình chị vẫn có thể vào để chị bật và tắt cái phần này đi. Rồi, chị đi tiếp. Sau khi mình đã có tài khoản rồi thì làm sao để mình viết một hồ sơ hiệu quả? Trước hết mình phải hiểu định nghĩa hiệu quả theo LinkedIn là như thế nào, đúng không? Bởi vì LinkedIn là một platform và mình đang sử dụng platform của họ. Mình phải hiểu được là họ đang định nghĩa như thế nào gọi là hiệu quả. Thì đây, khi mà một LinkedIn gọi là hiệu quả thì sẽ có đầy đủ 7 ý. Thứ nhất là ngành và vị trí của bạn. Thứ hai là vị trí hiện tại được cập nhật kèm theo mô tả. Thứ ba là có 2 vị trí trong quá khứ. Thứ tư là trình độ học vấn của các em. Thứ năm là kỹ năng, tối thiểu là 3 ha. Thứ sáu là hồ sơ thì phải có ảnh. Và thứ bảy là có ít nhất 50 kết nối. Bây giờ chị sẽ đi từng bước để làm sao chúng ta có thể hoàn thiện hết 7 bước này. Đồng thời cũng có rất là nhiều tip mà LinkedIn họ không stress ở trong phần này, nhưng nó sẽ giúp cho hồ sơ của các em rất là nổi bật trong mắt của các anh chị tuyển dụng. Đầu tiên là upload hình ảnh. Thì hồ sơ nếu mà không có ảnh thì sẽ thường không được chú ý. Nhưng các em lưu ý ha, ảnh hồ sơ của mình sáng tạo nhưng mà vẫn phải chuyên nghiệp nha. Rồi, chị sẽ share màn hình để mọi người thấy được mình đang làm từng bước. Mọi người cũng lưu ý là mình sẽ không có tạo nhiều tài khoản trên LinkedIn, để đảm bảo chỉ có một và duy nhất và chuyên nghiệp. Các em đã thấy LinkedIn chính thức của chị rồi hen. Thì ảnh profile là ảnh ở đây nè. Làm sao để mình có thể cập nhật ảnh? Các em sẽ bấm vào đây, bấm vào chỗ để các em chọn ảnh. Các em có thể xóa ảnh này và cập nhật ảnh mới bằng cách là add photo nè. Các em có thể sử dụng camera hoặc là upload photo từ laptop, từ máy tính của các em.
các em cũng có thể chỉnh hình ảnh, ví dụ như là zoom hình ảnh lên hoặc là chỉnh độ sắc nét, filter màu. Hiện tại thì chị đang chọn chế độ là spotlight. Spotlight nghĩa là các em sẽ thấy có một cái vòng trắng giữa hình của chị với lại background. Rồi, thì lưu ý là hồ sơ nếu như mà không có ảnh thì sẽ không được chú ý, và ảnh cho dù có sáng tạo nhưng vẫn phải chuyên nghiệp nha. Đó là hai ý rất là quan trọng. Tiếp theo, bước thứ hai trong phần tạo hồ sơ đó là mình sẽ tạo một tiêu đề bắt mắt. Tiêu đề các em có thể để tối đa là 120 ký tự. Và tiêu đề thì thường là mình sẽ đề cập tới chuyên môn của các em, hoặc là cách các em mang lại lợi ích cho công ty, hoặc các em cũng có thể để hashtag ở trên tiêu đề. Rất là nhiều người không biết là mình có thể để hashtag ở trên tiêu đề. Thì tiêu đề là phần nào? Tiêu đề là phần này nè. Các em thấy chị đang để Team Leader Business Development Customer Service Mila Speak, thì đây là phần headline. Làm sao để mình chỉnh headline? Thì các em có thể bấm vào, khi mà ở trên phần photo background headline thì nó sẽ có một cái nút để cho các em bấm vào. Các em bấm vào đây, các em có thể chọn headline và điền vào. Ví dụ như chị chọn team leader là công việc cũ là chị làm ở Việt Nam Work và chị vẫn để ở đây. Đó là thường khi mà để headline có rất là nhiều cách. Thì cách của chị là chị để vị trí cuối cùng mà chị làm chính thức. Đồng thời chị để hashtag để ví dụ như các anh chị tuyển dụng muốn tuyển vị trí Business Development hoặc Customer Service chẳng hạn thì sẽ thấy được hồ sơ của chị. Mila Speak là project mà chị đang tự làm, thì chị đang muốn promote nó nên chị để vào đây thôi. Thì đó là cách mà mình có thể để headline. Ý thứ ba trong phần tạo hồ sơ đó là mình tạo bản tóm tắt. Thực ra đây là phần rất là khó. Chị cũng chia sẻ luôn, chị không dám nói chị là LinkedIn expert đâu. Chị cũng chỉ đang trong quá trình học. Và có những nguồn nào mà chị học từ đó thì chị chia sẻ hết với các em luôn. Do đó mình cũng có thể cùng nhau học tập. Thì viết một bản tóm tắt nó không có khó, nhưng mà viết một bản tóm tắt gọi là thú vị và thu hút người khác thì thực sự rất là khó. Và thường cái phần bản tóm tắt này nó sẽ có hai cách để mà mình viết, hoặc là mình có thể kể câu chuyện của mình, và đó là cách mà LinkedIn họ suggest nha. Hoặc cách thứ hai là các em nói lên các em đang muốn làm gì ở trên career path của các em. Thì cách này nó tương đối dễ hơn. Nó giống như là cái phần mà các em summarize ở trong CV của các em vậy á. Giống như là các em nói là tính cách của các em nè, rồi chuyên ngành của các em đang muốn làm gì ở trong career path của mình. Phần tóm tắt này thì có tối đa là 2000 ký tự. Nhưng tip ở đây là không có nên viết hết tối đa 2000 ký tự, mà chỉ viết tối đa là 1000 ký tự thôi là tốt lắm rồi. Ở đây chị có để một cái link. Đây là best sample từ trang chính thức của LinkedIn luôn. Thì LinkedIn chia sẻ với mình 10 bản tóm tắt mà LinkedIn nói rõ luôn là that's what they love. Chị sẽ bấm vào link để chia sẻ với mọi người nha. Đây là trang chính thức của LinkedIn. Và LinkedIn chia sẻ 10 profile summarize. Và họ cũng cho biết luôn vì sao họ thấy là những profile này là những profile stand out so với những profile khác. Chỉ ví dụ ở đây, profile của cô Katrina. Thì LinkedIn phân tích nè. Katrina stand out because why? Này. Đây là những nguồn mà mình có thể học được. Đây, ví dụ như phần summary của cô San Nhay. Thì LinkedIn cũng chia sẻ luôn lý do vì sao mà LinkedIn cảm thấy là phần này stand out so với những profile khác. Tiếp ha. Sau khi mà mình có bản tóm tắt đó, thì mình sẽ viết về kinh nghiệm làm việc của mình. Kinh nghiệm làm việc ở đây thì có thể bao gồm luôn cả những project mà các em làm ở ISB. Theo leadership program của ISB thì đều được hết.
kinh nghiệm á, không nhất thiết phải là các em làm ở chính thức một công ty đâu, mà kinh nghiệm còn có thể là các em tham gia vào dự án. Nên khi mà các em vừa mới ra trường á, kinh nghiệm chính thức chắc chắn là chưa có rồi, thì mình cũng có thể ghi vào hoặc là chi tiết. Lưu ý là sử dụng 2 cho tới 4 gạch đầu dòng cho mỗi công việc. Và lưu ý thêm một ý nhỏ nữa là mình nên sử dụng số liệu, giải thưởng. Nó sẽ là những cái ngôn từ mạnh nhất để khi mà các anh chị tuyển dụng nhìn vào hồ sơ thì sẽ thấy được điểm mạnh của mình. Bây giờ chị sẽ share hồ sơ LinkedIn của chị ha. Đây là phần experience. Thì Mila Speak là project mà chị đang làm, cũng mới làm có mấy tháng thôi à. Thực ra chưa có gì nhiều để mà viết ở đây hết. Chị sẽ chia sẻ về phần chị viết khi chị làm việc ở Vietnam Work ha. Vì chị làm việc ở đây cũng hơn 5 năm nên cũng có rất là nhiều cái để có thể viết vào. Các em có thể thấy là chị liệt kê những công việc chính, ví dụ như là phát triển kinh doanh hoặc là quản lý team. Và ở đây trong phần achievement thì chị ghi ra những giải thưởng chị đạt được. Tương tự như vậy cho vị trí Senior Consultant ở Vietnam Work thì chị cũng để phần achievement ở đây luôn. Thì đó sẽ là những cái mà mình không cần nói nhiều, nhưng khi mà các anh chị tuyển dụng nhìn vào thì sẽ thấy được. Nên do đó đó thì chị khuyến khích đó là ở trong cái phần experience này thì mình ghi những cái số liệu giải thưởng vào. Tiếp theo đó là background. Background thì nên chọn chủ đề nói lên nghề nghiệp hoặc là tính cách của các em. Background là phần nào? Background là phần này đây. Các em thấy chị đang để hình con sóc là Mila nè, Learn to speak Swedish. Hiện nay á, thì có thêm một cái xu hướng mới nữa là ví dụ như các em đang làm ở công ty, các em cũng có thể sử dụng background liên quan tới công ty của mình, hoặc là ví dụ như các em đang muốn promote một project nào đó, các em cũng có thể làm ha. Thì nó là một xu hướng mới hiện nay, hoặc là các em cũng có thể sử dụng profile, background từ đường link mà chị có để ở trong phần present của chị. Và trên trang này á, khi chị để link vào á, thì chị cũng search sẵn cho các em là LinkedIn background rồi. Nên khi các em bấm vào link là các em có thể vào thẳng trên trang này luôn. Các em thấy có rất là nhiều hình. Tất cả những hình ở trên trang này thì đều là free hết và chất lượng rất là tốt. Một lưu ý nhỏ là khi mình chọn hình á, chọn theo chủ đề, có thể là theo tính cách của mình, nhưng mà nhớ là cần sự chuyên nghiệp ha. Rồi, tiếp theo là phần tùy chỉnh link. Phần này á, rất là nhiều người không biết, nhưng nó rất là đắt giá. Tại vì sao? Tại vì giúp cho hồ sơ của các em rất là dễ tìm và dễ chia sẻ. Ví dụ các em có thể copy paste link hồ sơ profile của mình ở trên CV, trên chữ ký email, ở trên business card. Các em có thể sử dụng họ tên hoặc là kết hợp giữa họ tên và nghề nghiệp các em để làm sao cho cái đường link á, khi mà các em chỉnh á, nó sẽ ngắn gọn và chuyên nghiệp. Rồi, chị share LinkedIn profile của chị ha. Thì cái phần mà chỉnh Edit Public Profile and URL nè, là nó nằm ở đây. Chị bấm vào. Ở đây á, chị đã chỉnh rồi. Các em thấy á, nó là chữ Mili Võ. Chị thử size out nha. Chị size out và chị vào lại LinkedIn mà hồi nãy chị vừa mới tạo để các em thấy. Vào phần view profile, các em sẽ thấy đây, edit public profile. Thông thường á, khi mà vừa mới tạo nè, link các em thấy á, nó là chữ Mỹ Võ, rồi nguyên một chuỗi các chữ không có ý nghĩa gì hết. Thì khi mình copy vào á, thứ nhất là người ta cũng khó tìm, thứ hai là nhìn nó không có đẹp, nó không có chuyên nghiệp. Mình có thể chỉnh ha. Hiện tại chị đang chỉnh luôn. Ví dụ như chị để chỉ là Mỹ Võ thôi, hoặc là chị để Mỹ Võ text cũng được, sau đó chị lưu lại thì nó sẽ hiện một cái thông báo là success. Tiếp theo phần này rất là quan trọng, xây dựng mạng lưới.
Khi mà xây dựng mạng lưới thì LinkedIn có 3 cấp độ kết nối là cấp độ 1, 2, 3. Kết nối cấp độ 1 đó là những người mà các em có thể gửi lời mời và họ chấp nhận lời mời các em, hoặc ngược lại, tức là họ gửi lời mời và các em đã chấp nhận. LinkedIn kết nối cấp độ 2 sẽ là connection của những người cấp độ 1. Tương tự như vậy, cấp độ 3 sẽ là connection của những người ở cấp độ 2. Ở đây tip chị để 500. Lý do vì sao? Lý do là vì chỉ có 27% user LinkedIn là có từ 500 connection trở lên. Vì sao mà cái con số 500 này nó lại quan trọng? Bởi vì khi mà có từ 500 connection trở lên thì profile của các em trong mắt của các anh chị recruiter, đó là profile có thể được xem như là được bảo chứng. Tức là profile này không phải là profile ảo, có connection thực sự, đó là một profile alive. Nhưng không có dễ để đạt được cái con số 500. Do đó chị cũng muốn chị để con số 500 ở đây và các em xem nó như là mục tiêu của hồ sơ LinkedIn của mình. Ít nhất là mình có từ 500 connection. Cách để mình làm như thế nào để có thì lát nữa chị sẽ chia sẻ kỹ hơn ha. Khi mà các em gửi kết nối với người mà các em chưa biết hoặc là không có kết nối trực tiếp thì các em nên kèm một cái nốt. Cách làm thì lát chị cũng sẽ hướng dẫn cho các em. Nốt đó thì ghi rõ lý do là các em vì sao muốn kết nối và các em là ai. Tiếp theo là yêu cầu là giới thiệu. Yêu cầu là giới thiệu thì phần này á, LinkedIn không có stress, tức là nó không phải nằm ở trong 7 yêu cầu để mà hồ sơ của các em được xem là hoàn chỉnh. Nhưng mà nó sẽ là cái điểm giúp cho hồ sơ của các em thực sự rất nổi bật. Chị cũng chia sẻ luôn, cái này nói gì dễ nhưng mà làm thì nó có một sự tinh tế nhẹ nhẹ ở trong đó. Lát nữa chị sẽ chia sẻ với các em một profile của một LinkedIn expert. Người này thì thực sự rất là expert luôn. Mình có thể học cách cô viết recommendation, cũng như là cô cũng nhận được rất nhiều recommendation. Có một tip là các em nên có 2 cho tới 3 recommendation cho mỗi job ha. Profile của cô, các em có thể search cô Viveka Von Rosen. Phần recommendation đó, là phần này nè các em. Các em thấy là cô nhận được 106 recommendation và cô cũng viết rất là nhiều recommendation. Chị giới thiệu sơ một xíu về cô Viveka Von Rosen và lý do vì sao mà chị nghĩ là chị suggest các em có thể học hỏi rất là nhiều từ cô này. Đây, kể cả cái cách mà cô viết cái phần headline nè, mình thấy cũng rất là nổi bật đúng không? Cô ghi là helping sales professional create more qualified quality conversation. Cô là LinkedIn expert and speaker. Cô đạt được những giải thưởng, ví dụ như là Forbes Top 20 Most Influential Personal Branding, LinkedIn Learning. Cô có công ty của cô cũng để ở đây. Và trong phần article của cô thì cô cũng có rất là nhiều bài viết hay mà các em có thể vào để xem ha. Đây, trong phần activity thì có cả rất là nhiều article của cô. Do đó là chị suggest các em có thể vào, mình học được rất là nhiều. Tiếp nữa thì chị nói sơ qua cái phần recommendation nha. Trước khi mà các em viết recommendation, các em hình dung giống như các em đang giống như là bán mình vậy đó. Giống như là các em suy nghĩ mình là một món hàng và mình đang muốn người khác thấy được giá trị thì mình sẽ viết như thế nào. Đầu tiên là các em xác định những kỹ năng và năng lực cốt lõi, kỹ năng nào là quan trọng nhất đối với ngành của các em và có liên quan đến mục tiêu công việc của các em. Các em hãy liệt kê những kỹ năng này trước tiên, từ quan trọng nhất đến ít quan trọng, và luôn lưu tâm đến những gì mà các em nói về tổ chức của mình. Điều này cũng rất là quan trọng ha. Nhiều người thì cảm thấy họ không có thoải mái khi mà yêu cầu người khác viết cái recommendation cho mình. Và một cách để vượt qua được đó, nghĩa là mình trước tiên thì hãy viết giới thiệu cho người khác. Và khi mà gửi yêu cầu đó, thì các em đừng có xem việc yêu cầu một cái lời giới thiệu đang gây khó chịu cho người khác, mà các em có thể chia sẻ rất là chân thành, nói rõ lý do. Ví dụ như các em đang muốn tìm kiếm việc làm, hoàn thiện hồ sơ,
hoặc là đang muốn bắt đầu kinh doanh, thì các em sẽ thấy là các em chỉ cần hỏi thôi thì người khác sẽ đáp lại. Và rất là nhiều những người ở trên LinkedIn họ cũng rất cởi mở, bởi vì bản thân họ thì họ cũng cần những cái recommendation này. Do đó việc mà viết recommendation đó, nó sẽ là có lợi cho cả hai chiều luôn. Khi mà viết recommendation thì thay vì gửi thông báo chung chung là vui lòng xác nhận cho tôi, thì các em hãy cá nhân hóa bằng cách là ghi lại ví dụ như một dự án cụ thể nào mà các em đã thực hiện, và ghi luôn là ví dụ như trong quá trình thực hiện đó thì em và người mà các em đang muốn nhờ viết recommendation thì trong quá trình làm việc em đã thể hiện được những điểm gì về kiến thức của các em nè. Đó, thì lát nữa chị sẽ hướng dẫn phần viết recommendation, nhưng mà các em nên check note lại á, là khi mà các em tạo một thông điệp á, thì các em nên viết nó một cách rất là cá nhân và cụ thể, hoặc tốt nhất á, là các em có những cái gợi ý để giúp cho người mà các em nhờ á, khi mà họ viết recommendation cho các em thì sẽ không có nhiều tốn nhiều công sức của họ. Các em có thể cung cấp 4 ý sau ha. Thứ nhất á, là kiến thức của các em nè. Thứ hai là chia sẻ một chút về kinh nghiệm của các em ở trong ngành. Thứ ba là cho 1-2 điểm về kết quả mà các em đã đạt được hoặc là đã đóng góp cho công ty. Và cuối cùng thì có thể chia sẻ ngắn gọn về tính cách của các em trong công việc mà các em biết rằng nó cũng là điểm nổi trội khi mà nhắc đến. Và cuối cùng là đừng quên nói lời cảm ơn sau khi nhận được xác nhận. Để mình xem cách mà cô Vivekka viết recommendation như thế nào, cũng như là làm sao để mà mình nhờ người khác viết recommendation. Cái phần mà cô viết cho người khác nha, các em thấy rất là ngắn gọn, xúc tích, nhưng mà có ghi rõ lý do, ví dụ như điểm mạnh của người này ở trong công việc là gì. Có mention tới knowledge nè, đúng không? Mention tới tính cách. Ở đây mention một tí về work ethic nữa nè. Hoặc ví dụ như khi cô viết cho người khác. Đây. Thì bản thân mình thực sự là học được rất là nhiều á, khi mà mình xem cái cách cô viết. Rồi, nếu mà các em muốn nhờ người khác viết recommendation thì các em làm như thế nào ha? Chị quay trở lại hồ sơ LinkedIn của chị. Đây, phần recommendation, các em bấm vào ask for a recommendation. Các em có thể chọn người các em muốn. Và lưu ý là người mà các em muốn nhờ á, thì người này phải là người ở cấp độ 1 trong connection của mình ha. Có thể chọn relationship, ví dụ như người này là đã quản lý các em, hay là người này report trực tiếp cho các em, senior hay là khách hàng nè, hoặc là đã từng dạy mình, đã từng làm mentor. Các em có thể chọn position. Position ở đây á, thì LinkedIn liệt kê sẵn cho mình luôn, dựa trên profile của mình, ví dụ như là dựa trên trường chị đã học nè, dựa trên công ty chị đã làm. Rồi, chị ví dụ ha. Chị chỉ chọn đại thôi nha. Rồi, next. Đó, thì các em thực ra có thể sử dụng câu mẫu của LinkedIn, nhưng mà như nãy giờ chị chia sẻ thì hoàn toàn không nên, mà mình nên viết nó cá nhân hóa lại và cung cấp 4 ý như hồi nãy chị nói đó. Tiếp theo là mình kiểm tra độ mạnh của hồ sơ. Hồ sơ mà có đủ 7 ý như hồi nãy chị nói á, thì sẽ được có một cái dấu chứng nhận là hồ sơ All-Star. Hồ sơ All-Star thì sẽ có khả năng nhận được job cao hơn 40 lần so với những hồ sơ khác. Nhưng hồ sơ mà được chứng nhận All-Star thì sẽ cần ít nhất là 50 connection nha. Rồi, làm sao để biết được hồ sơ của mình All-Star hay chưa? Rồi, khi mà hồ sơ All-Star thì ở đây nó sẽ có một cái dấu All-Star nè các em. Còn nếu như hồ sơ mà chưa có dấu All-Star ở đây á,
thì LinkedIn cũng sẽ cho mình biết là mình đang hoàn thiện bước thứ mấy ở trong 7 bước. Và LinkedIn cũng sẽ stress cho mình biết luôn là tiếp theo thì mình nên làm gì để mình hoàn thiện nó. Cuối cùng mới là các em có thể làm bài kiểm tra kỹ năng ha. Bài kiểm tra kỹ năng đó, thì nếu mà các em nằm trong top 30, các em sẽ được cấp một huy hiệu hiển thị trên hồ sơ của mình ở trên LinkedIn Recruiter và LinkedIn Job. Nhưng mà rất là khó để có thể có được cái huy hiệu này. Và các em có thể bấm vào đây. Nếu như các em muốn làm bài Skill Assessment, ở trong phần Skill and Endorsement, đây có Tech Skill Quiz, các em có thể bấm vào. Chị đã làm một cái rồi mà chị không có nằm ở trong top 30 nên không có được, rất là khó. Nếu mà muốn nằm trong top 30 thì mình phải trả lời câu hỏi chính xác, đúng nhiều nhất và thời gian ngắn nhất nữa. Nhưng mà LinkedIn cũng cung cấp cho mình một số khóa học để mà mình có thể rèn luyện á. Hoặc các em có thể bấm vào Job nè. Thì trong phần Job cũng sẽ có phần Skill Assessment ở đây. Thì các em cũng có thể bấm vào ha, để mà chọn những cái skill nào mà các em muốn làm thử. Đây là phần rất có giá trị, mặc dù LinkedIn không có stress mình. Chị vừa mới trình bày xong 10 bước để giúp cho phần profile hồ sơ của mình được nổi bật. Thì chắc là thời gian cũng không có nhiều á, nên chị nhờ ban tổ chức có thể chọn giúp giùm chị. Chắc có thể là chị chỉ chia sẻ được một câu hỏi thôi. Nhưng mà sau khi phần chị present, các em có thể gửi câu hỏi đến ban tổ chức, chị sẽ trả lời tiếp. Cũng như là lát nữa trong phần trình bày á, chị sẽ gửi cho các em một link chính thức của LinkedIn. Trên trang đó thì trang đó gọi là trang help, giúp đỡ. LinkedIn cũng giải đáp rất là nhiều câu hỏi mà chị nghĩ rằng có khi là những câu hỏi các em đang thắc mắc ở đây là đều có lời giải ở trên đó hết á. Dạ, em cảm ơn những cái lời chia sẻ vô cùng chi tiết của chị Mỹ. Thì nghe chị chia sẻ xong thì em nghĩ là tối nay em cũng như là các bạn sinh viên đã có rất là nhiều những tips cần thiết để chuẩn bị cho một cái profile LinkedIn All Star của mình rồi ạ. Và các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ có một Q&A nho nhỏ để chị giải đáp những câu hỏi mà các bạn đã gửi về cho ban tổ chức liên quan tới chủ đề tạo tài khoản và viết hồ sơ LinkedIn này nha. Dạ, và câu hỏi đầu tiên đó chính là của bạn Phương Nguyên. Thì là bạn đó hỏi là: chị ơi, em không thấy một recommendation trong LinkedIn của em ạ, thì làm thế nào để edit có cái mục đó chị? À, chị sẽ share lại một lần nữa ha. Như hồi nãy á, chị nói á, là khi mà mình kéo xuống á, thì các em sẽ thấy phần ask for recommendation ở đây. Hoặc các em cũng có thể vào ở đây nè, add section. Additional information, request a recommendation. Rồi, bây giờ thì nó đã trở lại như bước hồi nãy chị hướng dẫn rồi đó. Dạ, bạn đã thấy rồi đó chị. Dạ thì em xin phép em đọc thêm một câu hỏi nữa nha chị. Okay. Câu hỏi đến từ bạn Phú Biện là: chị ơi, nếu em có ít kinh nghiệm làm việc thì làm cách nào để tạo portfolio, để tạo ấn tượng cho ngành HR à? Cho ngành HR à? Như hồi nãy chị chia sẻ thì không nhất thiết là mình phải có kinh nghiệm mình mới có cái để mình ghi vào. Và thực ra thì có một ý chị cũng chia sẻ rất nhiều lần trong những lần trước khi mà chị có cơ hội, chị được tham gia vào chương trình của ISB. Đó là ISB đang tạo rất nhiều điều kiện cho các em khi mà các em để, ví dụ các em đang học bên chuyên ngành HR đúng không? Chị tin là ISB School có rất nhiều chương trình liên quan tới HR. Và khi các em tham gia vào, các em hoàn toàn có thể để nó ở trên phần experience. Dạ, thì vậy thì em sẽ đi tiếp tới câu hỏi thứ ba nha chị. Thì câu hỏi thứ ba là đến từ bạn Nhân Từ. Trong quá trình tuyển dụng thì LinkedIn sẽ đóng vai trò như thế nào và mình cần lưu ý gì trong quá trình ứng tuyển khi mà kèm thêm LinkedIn ạ? Trong quá trình tuyển dụng thì cần phải lưu ý gì? Chị chưa hiểu được ý câu hỏi lắm, em có thể giải thích rõ hơn giúp chị được không?
Dạ, có nghĩa là trong quá trình tuyển dụng của bạn á chị, thì cái profile LinkedIn nó sẽ đóng vai trò quan trọng như thế nào á chị? Profile LinkedIn sẽ đóng vai trò quan trọng như thế nào? Nó sẽ thể hiện được các em có thực sự đầu tư. Profile LinkedIn đó, nó cũng giống như CV của mình vậy á. Mình hình dung profile LinkedIn nó là một CV số. Và CV số thì các em có thể dễ dàng để nó ở trên email nè, trên business card, hoặc là để ở trên CV, để ở trên kể cả Facebook, Instagram của các em. Các em cũng hoàn toàn có thể để đường link, URL. Như hồi nãy chị hướng dẫn, mình cũng edit nó lại cho nó gọn ghẽ, đẹp đẽ. Và mình có thể để trên đó. Thì nó sẽ giúp cho các em hai điều. Điều thứ nhất đó, khi nhiều người biết được profile của mình, thì khi mà có cơ hội tới, cơ hội của mình sẽ được nhiều hơn, đúng không? Người ta biết tới mình mà. Và nếu mà mình còn tương tác ở trên LinkedIn thì như lát nữa chị sẽ chia sẻ, nó còn có thêm rất là nhiều những điều khác mà có thể giúp cho các em sẽ có cơ hội chuyển job nhanh hơn, có được job tốt hơn so với những người mà họ không đầu tư profile LinkedIn. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa là khi các em có profile LinkedIn, đối với lại các anh chị nhà tuyển dụng thì đây là một bạn ứng viên chuyên nghiệp. Vì các bạn nghiêm túc và các bạn có sự đầu tư. Giả sử như giữa hai người có kinh nghiệm, có kỹ năng tương đương nhau, CV của hai người, CV giấy nha, resume á, khi các em gửi tới á, tương tự nhau, thì khi các em có profile LinkedIn, điểm của các em đang nhỉnh hơn so với lại bạn đối thủ rồi. Thì đó là hai điểm mà profile LinkedIn sẽ giúp cho các em cảm thấy là các em tự tin hơn và hồ sơ của mình có giá trị hơn. Dạ rồi. Thì các bạn ơi, Ngọc xin phép được đóng phần Q&A tại đây. Các bạn hãy tiếp tục đặt câu hỏi để chị diễn giả giải đáp ở phần Q&A cuối giờ nha. Dạ, vậy là chúng ta đã đi hết phần đầu tiên của chương trình về câu chuyện xây dựng LinkedIn hiệu quả rồi ạ. Và tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ đi tới phần xây dựng mạng lưới trên LinkedIn nhé. Vậy em xin mời chị Mỹ ạ. Tiếp theo thì chị sẽ hướng dẫn các em làm sao để mình có thể xây dựng mạng lưới. Đầu tiên là các thao tác cơ bản thì chị cũng liệt kê sơ ở đây ha. Nhưng mà mình sẽ cùng nhau làm nên các em cũng yên tâm. Mình sẽ vào phần My Network. Ở trong phần My Network này á, thì các em sẽ thấy chỗ phần Manage My Network có rất là nhiều tab ở đây để các em có thể thấy và thao tác. Ví dụ như là các em xem được connection của mình nè. Các em có thể contact, xem được những connection từ phần contact, người mà các em follow, group mà các em đang tham gia. Ví dụ như ở đây chị đang tham gia vào hai group nè, hoặc là những trang mà các em đang tham gia. Ví dụ ở đây page là chị đang tham gia là 6. Rồi chị cũng sẽ hướng dẫn các em cách kiểm tra lại các lời mời đã gửi cũng như là hủy bỏ lời mời. Nếu mà muốn hủy bỏ lời mời á, thì mình sẽ vào phần Manage Invitation. Bây giờ mình sẽ làm cùng với nhau luôn nha, để các em dễ dàng hình dung ha. Rồi, ở đây phần My Network, khi các em bấm vào thì các em sẽ thấy như chị vừa mới trình bày đó, rất là nhiều thông tin để các em có thể kiểm tra và thao tác ở phía bên đây. Chỗ phần Invitation á, hiện tại nè, chị ví dụ chị đang có 5 Invitation. Chị có thể bấm Accept hoặc là Ignore, hoặc chị cũng thể bấm vào Show More. Mình cũng có thể kiểm tra được kết nối LinkedIn ở cấp độ 1, 2, 3 bằng cách là bấm vào kết nối, bấm vào Search with Filter. Chị làm lại lần nữa nha, làm chậm lại nha, để mình có thể theo kịp ha. Connection, bấm vào Search with Filter. Ở đây các em có thể chọn những người nào mà đang ở cấp độ 1 thì sẽ hiển thị chữ cấp độ 1 ở đây. Đây, hoặc là các em thấy cái chữ 1ST nè. Tương tự như vậy, các em có thể chọn người ở cấp độ 2 và cấp độ 3. Thì thông thường khi chị muốn tìm thêm connection, chị sẽ đi từ cấp độ 2. Tại vì những người cấp độ 2 là những người mà có connection với những người ở cấp độ 1. Tức là xác suất và những cái thông tin mà có thể là chị có chung ngành nghề, chung cái mối quan tâm, nó sẽ cao hơn. Rồi, chị bấm vào thử ví dụ nha. Có hai cách để các em có thể bấm kết nối. Một là các em bấm connect ở đây luôn. Nhưng mà chị không khuyến khích cách này.
Lý do là bởi vì khi các em bấm vào như vậy á, mình sẽ không có hiện ra một cái nốt. Tốt nhất là các em bấm vào profile, xong bấm connect ở đây. Nó sẽ hiện ra một cái chỗ là add a note nè. Rồi, thì khi phần add a note này á, các em có thể ghi chú các em là ai và lý do vì sao các em muốn kết nối. Vì sao mình nên có một cái nốt như thế này? Bởi vì nếu như mà các em không có cái nốt này á, thì khi mà các em gửi phần lời mời connect á, người ta có thể từ chối mình. Và nếu như mà nhiều người từ chối á, thì LinkedIn sẽ yêu cầu các em á, là khi mà các em kết nối, các em bắt buộc phải biết được email của người này, các em mới kết nối được. Và LinkedIn cũng sẽ ghi rõ luôn á, là lý do là tại vì nhiều người đã từ chối mình, nhiều người từ chối mình, thì mình cũng tránh trường hợp để bị rơi vào ha. Còn nếu như chị muốn hủy bỏ lời mời thì như hồi nãy chị có chia sẻ đó, mình có thể bấm ignore. Rồi, tiếp theo thì chị sẽ mời một anh diễn giả người nước ngoài vào để chia sẻ với các em cách làm sao các em có thể tìm và tham gia vào các nhóm. Khi các em tham gia vào các nhóm thì tương tác sẽ tăng lên, cơ hội các em có được những người bạn mà cùng có sở thích hoặc là cùng có mối quan tâm về ngành nghề nó cũng sẽ nhiều hơn. Và như vậy thì cũng là một cách để mà mình tăng connection của mình. Lưu ý ha, con số 500 là con số goal. Lúc nào mình cũng nhớ trong đầu mình ít nhất là có 500 connection nha. Rồi, chị sẽ mời anh diễn giả này nha. LinkedIn groups are a quick way to expand your network. By joining an already established community of LinkedIn users, you instantly have access to thousands of group members which either work in your industry, live and do business in your city, or share similar interests. LinkedIn allows you to join up to 100 groups. So as a best practice, join as many that are relevant to you. First, go to the work menu from your home screen, followed by the groups icon. Once you're able to see the groups that you're a member of, click on the requested tab followed by discover. Out of 1.9 million groups, LinkedIn will recommend groups for you to join based on keywords in your profile and interests. You can also type in keywords in the search bar, such as marketing, to find groups for your industry, and search for your city to join groups which are local to where you live and do business. Local groups are often created by the Chamber of Commerce or Trade Association chapters. Think of each LinkedIn group that you join as its own standalone community within LinkedIn. To grow your influence within each group, it's critical that you contribute fresh, relevant insights without self-promoting, but also engage frequently in discussions started by other group members. By joining and actively participating in LinkedIn groups, you will see an immediate return with more profile views, new connection requests, and potentially website visits, which will lead to new business opportunities. However, don't overwhelm yourself by joining 100 groups right away. Instead, focus on quality connections and interactions first. Hy vọng là các em có thêm một vài tip cũng như là cách để các em có thể vào trong LinkedIn group và tham gia. Tiếp theo chị sẽ chia sẻ với các em những tip để xây dựng mạng lưới chất lượng. Chị đọc sơ qua câu hỏi của các em gửi về thì chị thấy có một vài bạn rất là quan tâm tới việc làm sao để xây dựng mạng lưới chất lượng, và cũng có bạn hỏi là có cách nào để xây dựng được 500 connection thật là nhanh hay không. Thì chị sẽ chia sẻ với các em cũng như là nhắn nhủ một vài ý ha. Thực ra thì con số 500 là con số mà mình nên đặt vào, nó là mục tiêu, nhưng mà mục tiêu thì phải theo SMART goal đúng không? Nếu như mà giả sử như các em đang muốn để mục tiêu 500 connection trong vòng một tuần đi, thì thực sự là nếu như là chị thì chị cũng không làm được nữa. Nên chị nghĩ là thay vì như vậy á, các em có thể chia nhỏ goal của mình ra, làm sao cho nó hợp lý và achievable, cũng như là nó có nó hợp lý về mặt thời gian cũng như là phù hợp với lại hoàn cảnh của các em nữa. Chị ví dụ như khi mà chị đã đi làm á, thì dĩ nhiên là connection của chị đến từ ví dụ như đồng nghiệp, khách hàng nó sẽ nhiều hơn các em, điều này là chắc chắn rồi. Nhưng các em cũng hoàn toàn có thể tham gia vào những cái group như hồi nãy anh diễn giả ở trên LinkedIn Learning có hướng dẫn. Thì chị suggest là mình có thể chia nhỏ con số 500 này ra, ví dụ như một tuần các em có được 50 connection. Như vậy là 10 tuần
là các em sẽ có được 500 connection. Như vậy là tầm khoảng 2 tháng rưỡi, 3 tháng thì mình sẽ đạt được mục tiêu. Như vậy nó sẽ mang tính khả thi hơn. Khi mà các em tham gia vào LinkedIn Group á, thì các em lưu ý á, là LinkedIn có cảnh báo chống lại việc tự quảng cáo ở trong nhóm nha. Do đó, đó thể hiện chuyên môn của các em là tốt, nhưng mà mình tránh việc là ví dụ như mình spam vô cớ những sản phẩm hay là kể cả những project của mình đang làm chẳng hạn, thì nếu mà mình vi phạm những quy tắc của nhóm, mình vẫn có thể bị admin của nhóm đó remove ra khỏi nhóm. Tiếp theo nữa, khi mà các em xây dựng mạng lưới á, thì tránh việc mình đi spam người khác, bởi vì việc này nó ảnh hưởng rất là nhiều tới hồ sơ của mình mà về mặt lâu dài luôn. Thì có một cái ý nhỏ các em có thể cân nhắc á, khi mà mình bấm bất kỳ kết nối nào ở trên LinkedIn á, thì mình suy nghĩ coi người này có nằm một trong bốn gọi là cái mối quan hệ như sau không. Thứ nhất là những người ở thành phố nơi các em đang sống và làm việc, thì dĩ nhiên là những người này các em đang nơi sống làm việc, nó sẽ có nhiều cơ hội để các em biết người đó, các em đang làm việc với người đó. Ý thứ hai nữa là xem thử coi người mà các em đang muốn kết nối này nè, nó có phải là xuất phát mối quan hệ từ công việc hay không. Công việc thì không hẳn phải là đồng nghiệp hoặc là bạn học, cũng vẫn có thể là khách hàng với các em, hoặc giả sử như kể cả ở trong học tập đi, nếu như các anh chị hướng dẫn ở ISB hoặc là các thầy cô rất là sẵn lòng để hỗ trợ các em trong việc là giúp cho các em có thêm connection, thì đây cũng chính là những nguồn kết nối mà các em nên suy nghĩ, và các em có thể bắt đầu từ những nguồn kết nối này. Thứ ba nữa là người mà các em muốn kết nối có thể là thành viên của một cộng đồng chung mà các em join vào LinkedIn Group. Ví dụ các em có thể join vào group nữ doanh nhân, chỉ ví dụ ha, hoặc là những tổ chức ở địa phương của mình, hoặc là các em có cùng sở thích, ví dụ như leo núi chẳng hạn, thì mình có thể kết nối với những người này. Và cuối cùng các em có thể kết nối với những người gọi là influencer ở trong cộng đồng và trong ngành của các em. Thì khi mà các em bấm vào kết nối, các em nên ghi rõ em là ai, vì sao em muốn kết nối. Ví dụ như em đã theo dõi và rất là ngưỡng mộ những phần chia sẻ các kiến thức của anh chị, em mong muốn có kết nối với anh chị ở trên LinkedIn, thì mình cứ chia sẻ trao đổi chân thành, không có vấn đề gì hết. Nhưng mình phải ghi rõ mình là ai và lý do vì sao. Còn nếu như mà khi các em bấm vào kết nối mà các em không nghĩ ra được là những người này có phải nằm trong bốn cái mối quan hệ mà chị vừa mới chia sẻ hay không, thì thật sự chị nghĩ là có thể đó hiện tại chưa phải là thời điểm để mà mình kết nối với người đó. Tiếp theo nữa thì các em có thể có những tương tác ở trên LinkedIn. Ví dụ như các em bấm vào like nè, chia sẻ thích, hoặc chỉ cần ghi là cảm ơn vì đã chia sẻ. Thì khi mà các em có nhiều cái tương tác như vậy á, người ta sẽ nhớ tới mình nhiều hơn. Khi mà có cơ hội á, thường á, trí nhớ con người mình ngắn hạn lắm, mình sẽ nhớ tới người nào mà vừa mới liên hệ với mình á. Do đó đó, khi mà mình chủ động, mình có những cái sự tương tác với, ví dụ ha, công ty mình mong muốn làm việc nè, hoặc là với anh chị nhân sự mà mình đang follow ở trên LinkedIn, thì khi có cơ hội đâu đó có thể người ta sẽ nhớ tới mình. Như vậy thì cái connection của mình nó sẽ có chất lượng hơn. Cuối cùng á, là các em có thể giới thiệu hồ sơ LinkedIn của mình bất cứ nơi nào, bằng cách là các em để cái biểu tượng này nè, View My LinkedIn Profile, kèm theo là các em insert link profile của mình. Có thể để ở trên email, signature, Facebook cũng ổn, không sao hết, Instagram, Twitter, chị nghĩ tất cả đều ổn hết. Nếu như mà nhiều người biết đến hồ sơ của mình thì cơ hội để mà mình có được job, có được opportunity tốt nó sẽ nhiều hơn. Và miễn sao là LinkedIn profile của mình chuyên nghiệp, ISBO, thì khi mà đi tìm job mình không có nghĩ là mình sẽ tìm có hay không có job,
mà lúc nào mình cũng phải nghĩ trong đầu là job của mình đang tìm là job xịn nha các em. Nên chị rất là khuyến khích các em sử dụng LinkedIn profile và quảng bá bản thân của mình. Và chị có một cái lưu ý, đó là lúc nào cũng phải giữ thái độ, phong cách chuyên nghiệp ở trên profile LinkedIn của mình. Ở LinkedIn thì có bao nhiêu cách để mà tìm job á, thì chị chia sẻ đường link. Đây là đường link LinkedIn chia sẻ 5 cách để mình có thể tìm job nha. Có rất là nhiều tip hay mà LinkedIn chia sẻ. Lát nữa đó, bạn nào ở tới cuối giờ, chị sẽ bật mí một slide cuối cùng. Slide này thì phải qua phần Q&A chị mới chia sẻ, nên slide nhỏ mà có rõ. Đó là tất cả các sụt mà các em có thể tham gia vào để mà học. Biết đâu được một trong những bạn đang ngồi ở đây sau này sẽ là LinkedIn expert từ những sụt mà chị chia sẻ. Thì các em có thể đọc ở trên đây ha. LinkedIn chia sẻ rất là kỹ. Ví dụ như các em có thể hỏi personal network của mình, cũng là một cách. Thì các em cũng thấy có những con số gọi là con số biết nói, đúng không? Vì sao gọi nó là con số biết nói? Tại vì nó cho thấy được á, việc mà tìm job không phải chỉ đơn thuần là mình lên trên LinkedIn, mình search job, mình enter, mình thấy job, mình apply là xong. Điều đó không có đúng với LinkedIn. Điều đó có thể đúng với những trang job, website nào đó, ví dụ như là một cái giao diện, một cái platform chuyên để các em tìm job. Nhưng đối với LinkedIn, LinkedIn là một mạng xã hội, nó hơi tương tự như Facebook vậy á, nhưng mà nó là một mạng xã hội chuyên về công việc và professional. Do đó đó, khi mà các em muốn có được cái cơ hội tốt hơn và nhanh hơn thì đó là cả một quá trình. Đầu tiên đó, so với lại những người mà có ít nhất 13 kết nối từ các công ty khác với công ty hiện tại thì những người này sẽ có cơ hội chuyển sang công việc tiếp theo nhanh hơn là 22.9%. Tương tự như vậy, nếu các em tham gia vào ít nhất một group ở trên LinkedIn thì cơ hội để mà mình chuyển sang job tiếp theo sẽ nhanh hơn 8.6%. Và nếu mình theo dõi ít nhất 5 tổ chức ở trên LinkedIn thì cơ hội mình có thể chuyển sang job tiếp theo nhanh hơn là 7.1%. Điều này thì cũng có thể dễ dàng để mình giải thích, đúng không? Tại vì nếu mà mình follow những tổ chức, những công ty mà các em đang muốn tham gia làm việc chẳng hạn, thì khi mà họ có post job, mình sẽ là một trong những người đầu tiên mình thấy được cái job opportunity đó. Chưa kể là khi mà mình có connection tốt, mình cũng có thể connect trực tiếp với các anh chị HR của công ty. Điều này thì cũng hoàn toàn bình thường, không có gì mình phải ngại hết. Tiếp theo chị sẽ hướng dẫn các em những bước cơ bản ha. Khi mà mình muốn search job thì đây là giao diện để mà search job. Ở phần search job thì cũng có rất là nhiều điểm hay để mà mình tìm hiểu. Chị bấm vào phần job. Khi chị bấm vào phần job á, chị sẽ thấy được rất là nhiều tab ở bên đây. Các em có thể search job theo title, theo skill. Các em có thể tạo job alert. Lát nữa chị sẽ hướng dẫn ở chỗ phần tạo job alert ha. Các em có thể search job theo thành phố, theo nơi các em đang ở hoặc là zip code. Khi mà các em bấm vào job alert á, các em có thể tạo job alert và các em có thể chỉnh sửa. Ví dụ như ở đây á, là chị đang tạo hai job alert là Business Development Specialist, nơi làm việc là Thụy Điển, và chị đang muốn tìm công việc full time. Và chị có thể thiết lập luôn job alert này, chị sẽ nhận được daily via mail and notification. Tức là khi mà có công ty nào mà tuyển vị trí Business Development thì chị sẽ nhận được thông qua email. Tương tự như vậy cho job customer service. Khi các em bật phần job recommendation đó, thì nó là phần này nè. Đây, recommended for you. Phần salary đó, thì LinkedIn đang xây dựng ha, nên phần này thì chưa có thông tin nào hết, coming soon. Phần skill assessment thì hồi nãy chị cũng có hướng dẫn rồi á, các em có thể vào để các em xem và làm bài kiểm tra. Interview preparation, phần này rất là hay. Resume builder, các em có thể tạo resume từ profile LinkedIn của mình hoặc cũng có thể upload hồ sơ từ trên máy tính của mình. Application setting thì các em sẽ cài đặt được tin nhắn mà các em muốn tạo khi mà apply. Chị sẽ vào phần interview preparation ha. Phần này hay ho lắm. Phần này thì các em có thể học được rất là nhiều á.
Ở đây LinkedIn có 26 câu hỏi để các em có thể chuẩn bị khi mà đi phỏng vấn. Nếu như mà các em muốn mở những cái sample answer thì các em phải trả phí. LinkedIn cũng có cho free một tháng, nhưng mà chị thấy phần này thì cũng chưa có hay bằng cái phần answer framework đâu. Phần này là phần mà LinkedIn kết hợp với lại các coacher và các expert recruiter. Ví dụ khi các em bấm vào đây thì các em có thể xem được video họ sẽ hướng dẫn. Giả sử nè, câu hỏi đầu tiên, tell me about yourself. Họ sẽ cho mình biết luôn á, là mình nên có những cái ý gì ở trong câu trả lời, là họ cho mình tiếp luôn. Tuy nhiên, một lưu ý nhỏ, đây là LinkedIn kết hợp và họ có một chút xíu văn hóa Mỹ ở trong cái phần chia sẻ. Nên khi mà các em xem phần framework này sẽ có một vài ý các em cảm thấy là mình không apply được. Khi mà mình ở Việt Nam thì điều này cũng bình thường, không vấn đề gì hết. Cái gì mà mình cảm thấy phù hợp với văn hóa của mình thì mình sẽ học hỏi theo thôi. Nhưng nó rất là hay, gộp có tới 26 câu hỏi và các em có thể vào đây để học ha. Như hồi nãy chị có chia sẻ, các em cũng thấy rồi ha. Chủ động suggest chắc chắn là chưa đủ. Ngoài ra mình còn cần cái gì nữa? Thứ nhất, thành công ở trên LinkedIn thì sẽ phụ thuộc vào việc là phát triển và duy trì phong cách chuyên nghiệp. Vì vậy, các em lưu ý tránh đăng những thông tin không liên quan tới công việc ngành nghề ha. LinkedIn nó không phải là Facebook, do đó những việc cá nhân, hình ảnh mang tính chất riêng tư thì mình sẽ không để vào. Và luôn giữ thái độ chuyên nghiệp trong mọi thao tác, kể cả trong những câu chuyện hay là tin nhắn. Thứ hai nữa là cập nhật kỹ năng và profile LinkedIn. Ở đây là có hai ý. Cập nhật kỹ năng thì chị nghĩ là với các bạn ISPO thì kỹ năng và kiến thức thì đã được trường hỗ trợ và cập nhật rất là tốt rồi. Chỉ có một ý nhỏ chị sợ thôi, đó là các bạn có mà không có ghi vào trong profile LinkedIn. Do đó đó, lưu ý là ví dụ như trong một tháng khi mà mình có một cái gì mới thì mình lên LinkedIn để mình cập nhật, tạo cho mình một thói quen. Ví dụ các em có thể set up đó là ngày giữa tháng, mỗi một hàng tháng mình xem coi là à, tháng vừa rồi mình có những kiến thức nào, những cái hoạt động nào mình có thể cập nhật vào trong hồ sơ, thì các em set hẳn một ngày ở trên calendar của mình luôn. Tiếp nữa là các em cần phải có tương tác với các kết nối hiện có. Vì sao mà việc tương tác này nó lại liên quan tới việc các em có tìm được job hay không? Nó có liên quan bởi vì nó sẽ giúp cho hồ sơ của các em á, và mạng lưới connection của mình gọi là alive, không có bị chết. Và như hồi nãy chị có giải thích đó, khi mà có một cái cơ hội nào đó thì mình càng tương tác nhiều, mình càng giữ mối liên hệ, connection của mình càng tốt thì người ta sẽ nhớ tới mình, cơ hội mình biết được job tốt cũng sẽ nhiều hơn và nhanh hơn, sớm hơn so với những ứng viên khác. Cuối cùng là các em có thể chủ động hơn, chủ động nghiên cứu về sếp tương lai của mình hoặc là đội ngũ điều hành, có thể chủ động kết nối mà không cần thông qua gọi là gatekeeper hoặc là receptionist, đúng không? Và đây cũng là một trong những điểm rất là mạnh của LinkedIn. Hoặc là trước khi tham gia một cuộc phỏng vấn thì các em có thể sử dụng LinkedIn để tìm hiểu người sẽ phỏng vấn các em, ví dụ như là sở thích hoặc là mối quan tâm của họ. Hoặc các em cũng có thể chủ động follow công ty mong muốn, để khi nào mà công ty đó họ có job hoặc có bất kỳ thông tin gì liên quan tới những cái dự án mới của họ chẳng hạn thì mình cũng update được. Đó sẽ là những điểm cộng rất là đắt giá khi các em đi phỏng vấn cho công ty đó. Chị vừa mới trình bày xong phần tìm job ở trên LinkedIn. Chị nghĩ là mình sẽ có chắc tầm khoảng 2 phút cho phần Q&A. Sau đó thì chị vẫn còn một slide cuối, gọi là slide nhỏ bí kíp ha. Nên mong là các bạn sẽ ở lại tới cuối cùng để chị có thể chia sẻ những bí kíp mà chị sử dụng và mình cùng nhau học hỏi. Dạ, em xin cảm ơn chị Mỹ vì những lời chia sẻ vô cùng thú vị và thực tế về cách tìm jobs hiệu quả trên LinkedIn. Thì qua phần chia sẻ của chị Mỹ, Ngọc tin rằng các bạn đã nắm chắc được những tips và áp dụng vào việc tìm jobs trên LinkedIn rồi phải không nào? Thì đầu tiên Ngọc xin được đọc một vài câu hỏi mà các bạn đã đặt trong form đăng ký để chị Mỹ giải đáp trước nha. Câu hỏi đầu tiên là của bạn Minh Trương, thì dạ cho em hỏi là mình nên connect với những ai ạ? Và có rất nhiều lời đề nghị connect, thì có phải cứ nên đồng ý hết để có 500 connection nhanh nhất
có thể không ạ? Và làm thế nào để em có thể tương tác và tạo mối quan hệ sau khi em connect với những tài khoản của họ? Dạ em xin mời chị Mỹ về đáp ạ. Chắc chắn là mình sẽ không accept hết đúng không? Bởi vì khi mà các em accept và các em không biết người đó là ai thì có chắc rằng sau khi các em accept á, mình sẽ có những cái câu chuyện để mà mình tương tác tiếp với người đó hay không? Và khi mà mình accept như vậy á, giả sử như người đó không làm cùng ngành nghề với mình và cũng không có sở thích chung gì hết, một người hoàn toàn mình không biết luôn, vậy thì rõ ràng là khi người ta ask connection á, điều đó đang có lợi cho người ta chứ không có lợi cho mình. Có thể là người ta đang muốn có một cái số lượng connection nào đó, nhưng như chị chia sẻ đó, số lượng không quan trọng bằng chất lượng. Bởi vì nếu như mà mình có nhiều nhưng mình không tương tác, connection của mình không có online thì nó cũng sẽ không hỗ trợ cho công việc của mình. Do đó đó, chị nghĩ là mình sẽ không có accept hết, mà thay vào đó giống như hồi nãy chị có chia sẻ 4 mối quan hệ. Nếu như các em nghĩ là connection đó không nằm trong một trong 4 mối quan hệ thì mình sẽ không accept. Dạ em cảm ơn chị Mỹ. Thì câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Hoài Linh. Theo chị, một sinh viên đã từng là leader của một project của trường hoặc của một câu lạc bộ và một sinh viên đã có kinh nghiệm làm việc nhưng không liên quan tới chuyên ngành apply, thì bên nào sẽ thu hút các nhà tuyển dụng khi mà người ta nhìn vào LinkedIn của mình hơn ạ? Em cảm ơn chị. Câu hỏi này cũng rất là thú vị. Thực ra thì chị nghĩ điều này sẽ phụ thuộc phần nhiều vào job mà các em đang muốn apply á. Công việc hoặc là kinh nghiệm các em đang có, nó có hỗ trợ để chứng minh rằng các em là ứng viên phù hợp cho job các em đang apply hay không. Còn vì các em là leader của một project của trường, hoặc là các em có kinh nghiệm đi làm ở một công ty thực tế, hoặc là các em có kinh nghiệm làm việc ở những dự án nhỏ, thì chị nghĩ điều này hoàn toàn mình có thể ghi vào trong profile và nó sẽ là những điểm để giúp cho mình chứng minh được với nhà tuyển dụng là ngoài việc em học ở trường, em còn có những kỹ năng khác. Thực ra thì đối với các bạn sinh viên mới ra trường, các anh chị tuyển dụng sẽ không đặt quá nặng về việc kiến thức hoặc là kinh nghiệm đâu. Tại vì kiến thức thì các em được học ở trường tương đối là tương tự nhau. Kinh nghiệm thì những bạn mặc dù chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc nhưng mà lại có những kỹ năng rất là tốt. Khi mà các bạn tham gia những dự án trong chương trình ISP Leadership Program chẳng hạn, thì các anh chị sẽ quan tâm nhiều hơn là về kỹ năng và thái độ. Do đó chị nghĩ như hồi nãy chị chia sẻ đó, khi mình có bất kỳ cái experience nào mình cũng đều ghi xuống trong profile LinkedIn của mình hết. Dạ em cảm ơn. Tiếp theo là câu hỏi đến từ bạn Phương Nguyên, là bạn hỏi rằng trong lúc mùa dịch Covid đang diễn biến phức tạp thế này thì việc đầu tư vào các khóa học online trên LinkedIn, Google hay ở trung tâm dạy các kỹ năng sâu hơn về chuyên ngành thì bên nào sẽ thu hút các nhà tuyển dụng hơn ạ? Ý của bạn là những cái khóa học mà bạn học ở trên LinkedIn hay là học ở trung tâm thì khi nhà tuyển dụng nhìn vào profile của bạn thì người ta sẽ bị thu hút hơn đó chị? Tức là bạn nên so sánh giữa việc là bạn học hỏi từ online hay là bạn học hỏi từ trung tâm thì thì cái nào sẽ thu hút nhà tuyển dụng hơn? Chị nghĩ là cả hai. Quan trọng là kỹ năng mà các em đang học đó có phải là kỹ năng mà job các em đang apply cần hay không. Chị ví dụ các em đang học về kỹ năng, chị ví dụ nha, viết content, nhưng mà các em đang apply, chị ví dụ cho một vị trí là kiểm toán đi, vậy thì rõ ràng là nhà tuyển dụng đâu có quan tâm tới cái kỹ năng mà các em đang học đúng không? Còn nếu như các em hỏi là so sánh những chất lượng giữa LinkedIn Learning với lại các khóa học online thì thực sự điều này cũng rất là khó để giờ có thể so sánh. LinkedIn Learning chị nghĩ là một nguồn rất là tốt để mình có thể học. Và ngoài LinkedIn Learning thì còn có nhiều nguồn khác nữa. Các em cũng có thể học những cái nguồn online miễn rằng các em thấy rằng nguồn đó là nguồn chất lượng và đáng tin cậy, để tránh việc là mình mất thời gian, mất tiền bạc, mất công sức mà mình lại không có được cái kết quả được chứng nhận, được bảo chứng thì nó sẽ rất là tiếc. Thì khi mà các em học trên những cái khóa học online, bản thân chị cũng vậy thôi, nếu mà chị học thì chị cũng sẽ tìm hiểu rất là kỹ tổ chức mà chị đang học,
để xem coi là tổ chức này có đáng tin cậy hay không. Và khi mà chị có được cái bằng chứng nhận từ tổ chức đó thì bằng đó nó có giá trị như thế nào, thì đó là những thông tin mà chị nghĩ là mình nên tìm hiểu trước khi mà mình tham gia. Dạ, em cảm ơn chị Mỹ ạ. Và câu cuối cùng đến từ bạn Huy Dương. Bạn ấy hỏi rằng em mong chị có thể share một vài tips để viết nốt khi gửi connection đến với người khác ạ. À, khi gửi connection đó, nốt đó các em chỉ cần ghi hai ý. Thứ nhất các em là ai, và thứ hai là vì sao các em muốn kết nối. Tip ở đây thì chị nghĩ là thực ra cũng không có tip gì ghê gớm đâu. Khi mình gửi một lời kết nối thì quan trọng nhất vẫn là sự chân thành, và thứ hai là sự rõ ràng. Bởi vì nếu như mà mình không ghi rõ thì người ta không biết mình là ai và lý do vì sao mình lại muốn kết nối. Còn khi mình muốn kết nối, các em có thể ghi lý do. Ví dụ như các em thấy rằng người này có những cái gọi là influencer trong ngành nè, cũng là một thông tin để các em có thể ghi vào trong phần note ở trong connection. Hoặc là người này có những cái bài viết hay, những cái chia sẻ các em cảm thấy ấn tượng và ngưỡng mộ thì mình cũng có thể ghi vào. Hoặc ví dụ như các em quen biết người này ở một cái event bên ngoài chẳng hạn. Hoặc là giả sử như người này là một anh chị HR mà đã từng có những cái buổi event sharing, và các em cũng có tham gia vào trong những buổi event đó, thì các em cũng hoàn toàn có thể ghi vào trong note. Và khi mà các em check note đó, thì các em sẽ thấy rất là ngạc nhiên đó, là tại vì đó, mình cứ nghĩ trong đầu là không biết người ta có accept cái connection của mình hay không. Nhưng thực tế khi mình ghi đã đủ rõ ràng đó, thì người ta rất là cởi mở, và nó sẽ là một cái bắt đầu tốt cho một connection chất lượng về sau. Dạ, em xin cảm ơn những câu trả lời vô cùng chi tiết và tận tình của chị Mỹ nhiều ạ. Và câu hỏi vừa rồi cũng đã kết thúc phần Q&A. Thì trước khi mà kết thúc chương trình thì em cũng mong muốn chị Mỹ có thể share những cái bí kíp mà chị đã bật mí ở trong chương trình đến với các bạn sinh viên ISB được không ạ? Chắc chắn rồi, đây là slide cuối cùng nhỏ mà có bỏ nha mọi người. Thứ nhất là chị chia sẻ với các em LinkedIn Official Blog. Ở trên đây LinkedIn không chỉ có những bài viết giúp cho các em biết cách để mà sử dụng LinkedIn hiệu quả, mà còn có rất là nhiều thông tin kiến thức liên quan tới ví dụ như kỹ năng tìm việc nè, kỹ năng phỏng vấn, những cái kỹ năng ở trong công sở. Thứ hai nữa là LinkedIn Help, thì những câu hỏi mà các em hỏi chị á, có thể đâu đó nó sẽ có lời giải đáp cho các em ở trong phần này á. Do đó ở đây mình sẽ không có đủ thời gian để mình tìm hiểu LinkedIn từ A tới Z đâu. Nhưng khi mà các em biết được nguồn để mà lúc cần mình tìm thì nó sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn cho các em. Do đó các em có thể nốt lại những cái link này. LinkedIn YouTube rất là hay. Chị sẽ mở LinkedIn YouTube. Các em sẽ thấy là ở trên LinkedIn YouTube có khá là nhiều video. Đây, ví dụ như là 2 tháng trước thì LinkedIn vừa có một cái web LinkedIn 101 có rất nhiều thông tin đầy đủ tất cả luôn. Are not someone that you know but they are working in a space that you're interested. Hầu như là từ A tới Z luôn á, nếu mà các em có thời gian các em có thể vào đây để xem. LinkedIn cũng có ở trên Facebook. Cũng có rất là nhiều bài viết hay trên đây ha, tương tự như vậy trên Twitter. Cuối cùng chị muốn chia sẻ một website giúp cho các em có thể tham khảo thêm nhiều template để các em có thể tạo resume rất là đẹp. Và những resume này thì free hết ha. Và bản thân chị cũng sử dụng web này để mà chị tạo resume cho chị. Trên đường link mà chị search đó, chị gửi cho các em ở trong slide á, thì chị đã search là professional resume template luôn, nên khi các em bấm vào link thì các em sẽ thấy được rất là nhiều resume. Ở đây á, có nhiều resume mình phải trả phí, nó sẽ có cái biểu tượng là pro ở đây nè các em, nhưng mà cũng có nhiều resume rất là đẹp và free. Đây ví dụ như bản thân chị thì chị cũng sử dụng những cái resume ở bên Canva này. Thì phần resume đây là resume free ha. Các em có thể customize nó. Khi mà các em bấm vào customize ấy, nó sẽ hiển thị ra một cái tab mới. Thì trên resume này các em có thể chỉnh hình nè,
chỉnh thông tin. Ngoài ra các em cũng có thể xem cách mà người ta viết CV ở đây. Rất là nhiều CV hay và những cái ý hay mình có thể học được. Rồi, đó là tất cả những bí kíp mà chị gom góp được từ đó tới giờ để có thể sử dụng khi mà search, khi mà muốn tạo một resume chuyên nghiệp hoặc là muốn tìm hiểu về LinkedIn. Thì chị cũng hy vọng là sau phần chia sẻ của chị, các em có thể có được profile LinkedIn chuyên nghiệp và cũng như là có những connection hữu ích giúp cho các em có được job tốt và có được job không những là tốt mà còn nhanh hơn so với lại những bạn khác. Chị cũng cảm ơn các em dành thời gian để tham gia với chị. Dạ, em xin cảm ơn những bí kíp vô cùng là hữu ích của chị Mỹ ạ. Và chương trình Master the Workplace LinkedIn for Beginners đã đi đến hồi kết. Thì em xin thay mặt ban tổ chức cảm ơn chị Mỹ rất nhiều đã một lần nữa dành thời gian để đến và chia sẻ với các bạn sinh viên. Bên cạnh đó thì mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã nhiệt tình tham gia và đặt câu hỏi cho buổi webinar ngày hôm nay. Tụi em chúc chị ngày càng thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình và luôn giữ thật nhiều sức khỏe chị nha. Và em rất mong chờ chúng ta sẽ được gặp lại nhau vào một chương trình nào đó lần sau. Buổi webinar Master the Workplace LinkedIn for Beginners xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã tham gia hội thảo và một buổi tối cuối tuần thật đẹp trời cùng chị Mỹ và Khánh Ngọc. Thì mình xin chúc các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những hoạt động sắp tới của Aspire Leadership Program. Mình xin tạm biệt mọi người.